chào tất cả quý vị khán giả và tất cả ban giám khảo. Sau đây con sẽ trình diễn tiết mục của con, nhưng con có một vấn đề về âm nhạc. Anh saxophone của con, anh ấy đến muộn ạ. À, anh ấy đến rồi. Mọi người hãy cho anh ấy một tràng vỗ tay. Thank you.